Nên á, những người mà hỏi mình là giác ngộ rồi thì sẽ sống như vậy á, mà không, sống như vậy rồi mới giác ngộ. Còn giác ngộ nó cần cái sự chuẩn bị trước, tỉnh thức rồi sẽ thế này thế kia, không có đâu. Sống như thế này, sống với chân lý thì mới giác ngộ. Còn chưa sẵn sàng, chưa chọn sống với chân lý thì dù trải qua bao nhiêu thứ thì cũng vẫn lại quay lại với ảo tưởng thôi. Cho nên là những gì bạn trải nghiệm nó đều rất hoàn hảo. Nó cũng là những cái bước để gợi mở cho bạn thấy rằng có những nhận thức nó sâu sắc hơn, có những thứ nó còn mở rộng và tuyệt diệu hơn những gì mà ta đã từng tin tưởng. Và hãy bước đi tiếp, tiếp tục mở rộng nhận thức. Mọi thứ nó không có giới hạn. Đối với bạn có thể cái điều đó, những cái lần đó nó sẽ giúp bạn có một cái nhìn rộng mở hơn và bắt đầu sống một cuộc sống cởi mở và không giới hạn. Nó cũng hoàn hảo thôi. Còn cho đến khi nào mà ta sẵn sàng hoàn toàn sống với chân lý thì ta tìm chân lý và ta sống với chân lý thôi. Đâu cần phải nhã hàng hay không.